Xin chào các bạn, mình là Lê Nguyễn Tuấn Kiều. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một trò chơi có tên là con khỉ thông minh. Đầu tiên khi bấm vào cái lá cờ xanh, ta sẽ có một chú khỉ cầm một lá. Đây là level 1. Nếu một chú là quả chuối thì chúng ta sẽ qua level 3. Thì do lý do qua ở ngoài nãy cho nên là được qua level 3. Đây có một quả bom xuất hiện, cứ quay quẩn. Nếu mà chúng ta trúng một quả chuối tiếp nữa, nếu chúng ta mà trúng một chuối tiếp nữa thì nó ta chỉ em là nếu chúng ta trúng hàng nào chúng ta sẽ thua. Đây là ba là nếu chúng vào bảo quang chúng ta sẽ chịu trừ hết số mạng, còn nếu mà chúng vào đại chúa ở level 3 là một phát. Dạ, để em chút. Ý là nếu chúng mà level 3 là con sẽ chạy rất là nhanh, chúng ta không thể là chơi được về level 3 đúng không? À, nhưng trên đó có một quả bom, nếu chúng ta trúng vào quả bom chúng ta sẽ bị trừ hết mạng và thua. Nếu chúng vào chú lần nữa chúng ta sẽ win. Là em sẽ giới thiệu một cái cốt là cốt con khỉ sẽ thực hiện, nhưng nếu bấm nó cờ xanh á là sẽ dâng lên một con khỉ bình thường. À, nếu đây khu vực là còn đây là khu vực di chuyển của con khỉ khỉ nếu ví dụ nếu con cái cục đá khu vực kiểm soát của cục đá. Còn đây là khu vực của tử sẽ có di chuyển và các trang phục phục dạ em cũng có một số lỗi như là nhìn ném đá mà nó không ta tự nhiên chiều mà vô duyên nên em bị chiều mà nên một số lỗi như là cũng đáng cái lỗi đá này đó là em bị sai sót là khi đá ném đá là em không là đáng là tự nhiên là hồi con game em trước là em bị thiếu sót là khi chúng là quả mà nó là không ổn cho nên là bị trừ mạng các vô duyên. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe em nói ạ. Rồi, thầy cảm ơn cái phần thuyết trình của Tuấn Kiệt. Tiếp theo thầy mời các bạn khác có những cái góp ý cũng như những câu hỏi dành cho bạn Tuấn Kiệt. Rồi bạn nào có cái câu hỏi thì mình đưa ra đây nha. Rồi. Rồi thầy mời Andy ha. Nhớ là Con mình thấy cái bài của bạn nó giống như là lúc level 3 giống như là con thấy nó còn khó quá. còn khó chơi khó rồi giống như hôm trước mình có Dạ góp ông ý cho chơi bạn rồi đúng không? nó giảm còn một hàng rào thôi ạ.
hôm trước cũng tới đâu nhiều hàng rào hơn nữa, bây giờ bạn đã giảm còn một hàng rào rồi, nhưng mà cũng cũng còn khó nữa Không được. hả? Rồi À đúng rồi, giống như giờ có quả kết bom nè, với con giờ có quả. kến nữa, chứ còn có thấy giống như là bạn có bị lỗi nữa. Giống như lúc đá đụng vô bơm á, bạn chắc trừ xuống trừ mười Đúng mấy không? bạn Đúng rồi. luôn. Rồi, vậy thì con mở cái code của quả bom lên đi, sao mà trúng quả bom một cái mạng nó bị trừ dữ vậy, con sẽ mở lên thử coi. Muốn trừ hai cho mà. Đó. Nào. Rồi, sao nhiều code vậy chị? Đâu bạn thử chơi ném vào bơm này coi. Đâu, chỗ nào con kiếm chỗ nào mà ném trúng quả bom á. Thay đổi một lượng à, do bạn đặt trong cái phần mà liên tục cho nên là cái mạng nó giảm liên tục, con để bên ngoài rồi rồi tôi chạy lên thử rồi, ném vô quả bom rồi kết quả sao. Dạ. Tròn một mạng thôi nè. Đó, nãy ba giảm xuống rồi đúng không, rồi lỗi chỗ đó ha, sửa cái đó rồi này. Rồi các bạn khác có anh đi còn thêm câu hỏi gì nữa không con? Không. Rồi thầy cảm ơn anh đi nha. Rồi các bạn khác có câu hỏi gì nữa không? Các bạn khác thì khi mà mình lắng nghe bạn thuyết trình á, mình thứ nhất là mình chú ý nè, thứ hai là mình cũng có góp ý thêm cho bạn nha, tại vì sau buổi học thầy có phần nhận xét của mỗi bạn nữa đó, nên là mình có chú ý hay không, mình có đóng góp ý kiến hay không nữa đó nha. Rồi thầy nhận xét bài của Tuấn Kiệt như thế này, thứ nhất là phần thuyết trình, Tuấn Kiệt thuyết trình mà dõng dạc nè, rõ ràng dễ nghe. Rồi trong cái phần game á, thì về phần thẩm mỹ á, thì thấy con bố trí rồi chọn hình ảnh đẹp phù hợp. Về phần lập trình thì con đã vận dụng các cái kiến thức lập trình và con có phần mở rộng thêm, sáng tạo thêm. Ví dụ như con có sáng tạo thêm nhân vật bom nè. Và của con thì nhiều cái nải chuối đúng không? Thôi gì so với một cái bài học của mình thì chỉ có một nhân vật nải chuối thôi. Thì mục đích con làm nhiều nải chuối như vậy là để dễ ném trúng hay là sao con? Dạ, chờ em ơi, con làm như người dễ ném trúng mà ạ. Chúng nhưng mà ném trúng một cái là qua màn rồi đúng không, chứ không cần ném hết. Dạ, chờ Rồi. ném hết tuần nào mới xong rồi. Rồi rồi vậy là ném được một cái là qua màn rồi. À, con cũng sáng tạo thêm à, đừng có chỉnh đó con sáng tạo thêm là ở chỗ là cái gạo trắng di chuyển không, di chuyển và đừng có chỉnh nữa tính kia. Rồi gạo trắng sẽ di chuyển với tốc độ khác nhau. À, ví dụ như ở màn 1 thì tốc độ chậm và màn 2, màn 3 thì tốc độ tăng dần lên. Đó là cái phần sáng tạo. Rồi vậy thì sản phẩm của con thì đạt yêu cầu, thì đánh giá là tốt ha. Tuy nhiên vẫn còn lỗi đó, thì nãy con cũng đang sửa đó. Rồi, có thời gian thì con sửa cho hoàn chỉnh. Rồi sau đó con nộp cái sản phẩm lên trên nhóm cho thầy nha. À, Lên trên cái bảng theo dõi chỉnh á. xong rồi thầy để em nộp lại cho Lưu lại rồi rồi em rồi thầy dần lưu rồi thầy chia cả sẻ được không phải. rồi con tắt đây rồi thầy cảm ơn con ha, chúc thầy chúc mừng con đã hoàn thành cái phần thuyết trình của mình.